Hello, xin chào các bạn, mình là Kiên đây. Và đây sẽ là một cái video rất là hay và bổ ích cho những bạn nào đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Và đây là hai chai nước hoa mà mình mới mượn được. Đó. Trông khá là lạ đúng không? Lúc đầu mua về thì các bạn sẽ có một cái túi như này. Và hãng nước hoa của nó tên là Alexandria. Túi này làm bằng nhung nha. Thì chắc hẳn là khá nhiều bạn nhìn cái chai này và nghe cái tên hãng rất là lạ đúng không? Mình cũng mới biết tới hãng này khoảng tầm gần một năm trở lại đây thôi. Và đây là một cái hãng nước hoa. Nó có mấy cái tiêu chí là làm những cái mùi hương giống với những cái mùi hương nổi tiếng trên thị trường của những hãng nước hoa lớn như là Tom Ford, như là Creed, như là Loza, như là Bacchylan hay là Guerlain, vân vân và vân vân. Và quan trọng nhất một điều là đã có shop ở Việt Nam nhập những cái mùi hương này về để bán rồi. Và đó là điều quan trọng. Và cái shop đó thì ở trong Sài Gòn. Và theo mình tìm hiểu ở trên trang chủ của hãng nước hoa này thì nó có khoảng tầm hơn 200 mùi hương được làm giống với hơn 200 mùi hương của những hãng nước hoa lớn khác. Và quan trọng nhất là ở Việt Nam thì cái shop này nó đã có khoảng tầm hơn 100 mùi hương rồi. Nó rất tiện để các bạn có thể thử cái chai nước hoa này. À, về kích thước của cái chai nước hoa này thì đây các bạn thể nhìn thấy. Để mình lấy nét cho các bạn. Đó, nó rất là đơn giản, nó chỉ là một cái chai nước hoa. Chai thủy tinh. Có cái nắp, thứ hai cái nắp này trông cũng hơi fail, trông cũng khá là rẻ tiền. Đó, các bạn có thể nhìn đấy để mình có thể xịt ra để xem chất lượng của cái vòi xịt này nó có tốt không. Mình sẽ đánh giá rất cao những cái chai nước hoa mà có chất lượng vòi xịt tốt. Chất lượng vòi xịt của nó cũng khá là tốt đấy. Thì ngoài cái thiết kế trông khá là, mình đánh giá khá là rẻ tiền, trông rất là đơn giản, nhưng mà không đánh giá cao thiết kế này, trông khá là rẻ tiền giống mấy cái chai chiết nước hoa lớn ấy. Thì chai nước hoa này nó cũng có dung tích 60ml, khá là dở dang. Tại sao không làm 50 hoặc là làm 100 nhở? Làm 60 giờ này nó rất là dở dang ấy. Đó, đó là về phần thiết kế của chai nước hoa này. Thì về cái phần mùi hương thì trên tay mình đang là hai chai. Một chai là clone của chai nước hoa, chai này là clone của chai nước hoa Lord Cherry của nhà Tom Ford. Còn chai này là clone của mùi gì đó của Killian ấy, mình không nhớ tên. Đó. Thì thực ra mình cũng chưa ngửi qua hai cái mùi hương Lord Cherry của nhà Tom Ford và mùi hương của nhà Killian này, nên là mình cũng không thể nào so sánh được. Nhưng mà mình đã từng xịt qua một chai nước hoa của hãng Barredo La Chapov ở bên tay trái. Và mình xịt chai nước hoa Alexandria, đó là chai Formers, xịt ở bên tay phải. Và khi mới xịt ra thì mình thấy mùi hương nó cũng có phần là khác nhau. Khi mà Biado ở bên tay trái của mình thì nó có phần ngọt hơn khá nhiều so với cái Alexandria được mở ra, đó là một mùi hương khá là xanh. Nhưng mà khi dry down xuống thì hai mùi hương nó rất là giống nhau. Thực sự ấy, nó rất là giống nhau. Từ cái độ tỏa hương cho đến cái mùi hương nó tỏa ra, thật là khó để có thể nhận biết nếu như bạn không ngửi kỹ và không có một cái mũi thật tinh. Và mình khá là bất ngờ về nhà nước hoa Alexandria này. Mình sẽ review nhanh hai chai nước hoa này nhá, để các bạn có thể nắm được nhá. Đầu tiên là chai nước hoa Quartz Moment. Đây các bạn nhìn thấy. Đó, nhà này nó làm hơi bé, nhìn xấu, rất là khó nhìn. Thì đây là một chai nước hoa mà người ta nói là nó lấy cảm hứng từ chai nước hoa Bacchylan Apple Brandy. Thì thực sự là mình chưa ngửi chai nước hoa của nhà Bacchylan đấy, nên là mình không biết là cái mùi hương này so với cái mùi hương đấy nó ra sao. Nhưng mà khi mình xịt cái mùi hương này ra thì mình ngửi thấy cái mùi combo rượu gỗ và khói cực kỳ là rõ ràng. Thì thường thường cái combo rượu gỗ này nó sẽ mang đến một cái mùi hương, đó là cái mùi của rượu thuốc. Nhưng mà mình thì không cảm thấy vậy. Mình thấy rằng nhà nước hoa này làm khá là tốt. Và sau đó khi tất cả nó dịu xuống thì các bạn thấy vani ngọt xuất hiện. Ngọt ở đây nó không bị kiểu ngọt quá, nó không bị làm quá tay, nó làm rất là vừa phải. Nó như kiểu là bạn ngồi ở trong một quán rượu mà tất cả mọi thứ xung quanh nó đều thực sự là rất hợp lý. Từ bố cục, từ nhạc rất là du dương và khung cảnh nó rất là hợp lý. Thì đây là một chai nước hoa đúng như vậy. Nếu như mình không biết và mình ngửi cái mùi hương này mà mình không nhìn hãng, mình không biết trước hãng, thì có lẽ là mình đây là đoán là một chai nước hoa nít rất là đắt tiền. Đó, mình đánh giá rất cao cái mùi hương này. Còn tiếp theo đó chính là chai nước hoa Fustard Virginie. Đây là, đây các bạn nhìn này.
Thì chai nước hoa này người ta bảo là nó là clone của chai nước hoa Lord Cherry của nhà Tom Ford. Thì mình cũng chưa ngửi qua mùi đấy luôn. Mình đã nhìn đến mấy lần rồi, định có mấy lần có dịp để thử qua nhưng mà mình cũng không xịt. Tại vì mình không thích cái nhà Tom Ford ấy cho lắm. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ thấy cái mùi của quả anh đào tươi cực kỳ rõ ràng, kết hợp cùng một chút đắng đắng của hạnh nhân. Thì cái combo này nó tạo lên một cái mùi nó khá là hắc hắc và khá là kiểu hơi gai ở cái cuống họng. Và khi dry down xuống thì các bạn sẽ thấy rằng đúng một ly rượu cùng với quả anh đào, nó ngọt ngào của một chút của quả anh đào cùng với một cái ly rượu. Ồ, cảm giác nó như kiểu ly rượu mơ hơi kiểu kiểu như vậy. Một cái mùi hương rất là hay, khá là hay. Mình không biết là cái chai Tom Ford Lost Cherry thì nó còn tuyệt vời hơn hay là nó như nào, nhưng mà thực sự rằng mình khá ấn tượng với nhà nước hoa này. Có khi bây giờ bảo cho mình gửi hai cái mùi kia, mà khi mình bảo hai mùi kia là mùi clone của nhà này cũng nên ấy. Và quan trọng nhất là cái giá của chai nước hoa này, đúng không? Chắc hẳn các bạn còn đang hỏi là với một cái mùi hương như vậy thì nó sẽ có giá tiền bao nhiêu. Thì theo như cái shop ở trong Sài Gòn kia mình có xem thì giá nó khoảng tầm 1,7 triệu nếu như bạn mua một chai, và nếu như bạn mua hai chai hay ba chai thì nhà nước hoa này nó sẽ có phần giá rẻ hơn, như là 1,5 triệu hay 1,3 triệu gì đấy nếu như bạn mua nhiều. Đó, một cái chiết khấu khá là hay. Nhưng mà đây đều là những chai mình mượn thôi, mình chưa chọn được chai nào ưng ý thì có thể mua cả. Còn đây là cảm nhận ban đầu của mình về nhà nước hoa này. Thì mình đánh giá đây là một cái cách marketing khá là tốt khi mà nhà nước hoa này có tiêu chí là làm những cái mùi hương có phần giống với những mùi hương nổi tiếng để có thể các bạn nhanh biết tới thương hiệu của nhà nước hoa này. Và sau đó thì không biết rằng là người ta sẽ có đổi cái chiến thuật kinh doanh không, là làm những cái mùi hương riêng biệt khi họ đã có những cái chỗ đứng nhất định về những cái mùi hương này. Nhưng mà đây là mình thấy rằng họ có blend khá là tốt về mùi hương. Đó, còn với về thiết kế thì thực sự là nó quá xấu với mình. Nó chả đẹp một chút nào ấy. Đến cái chai nhiều khi nó làm nó không được vuông vức cho lắm. Nên là chắc là họ cũng đang muốn là đầu tư chi phí vào mùi hương hơn là về ngoại hình. Còn nếu mà khi mà họ đã sản xuất số lượng lớn và là làm chuyên hơn và đã có sự nổi tiếng rồi thì họ sẽ, mình nghĩ rằng họ nên cân nhắc về làm về cái phần chai cho đẹp hơn một chút. Tại vì chai thực sự trông rất là xấu. Đó, về cái phần vòi xịt thì cũng khá là ok. Và với cái dung tích 60ml thì mình thấy rằng nó khá là dở dang ấy. Thà làm hẳn kiểu 30, 50, 100 thì dễ tiếp cận đến khách hàng hơn là làm kiểu 60 này. 60 này mà có giá 1,7 triệu thì cũng không rẻ chút nào đâu. Cũng ở mức tương đối thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là bạn sẽ được tiếp cận những cái mùi hương mà giống với những mùi hương của nhà nổi tiếng. Và quan trọng là cái giá 1,7 triệu này thì mình nghĩ rằng ở Việt Nam thì cũng có thể là các bạn có thể bỏ tiền ra mua nếu như bạn thích một cái mùi hương nào đó. Và mình có xem ở cái shop này ở trong Sài Gòn thì họ còn có một cái dịch vụ, đó là mang nước hoa đến tận nhà các bạn thử. Thì mình có thể chụp ảnh là như là mang cả một dàn tất cả các mùi xong rồi đến cho bạn thử. Nếu bạn ưng thì họ sẽ mang chai full đến cho bạn. Một cái kiểu chăm sóc, một cái dịch vụ chăm sóc khá là tốt. Đó. Còn nếu như có dịp thì mình sẽ mua thật nhiều nhà nước hoa này để có thể review cho các bạn. Còn nếu như bạn nào trong Sài Gòn thì các bạn hãy thử đi, mất gì đâu mà tất cả đều là free ban đầu trừ khi bạn mua full. Bạn hãy cứ đến và bạn thử. Nếu như bạn ưng thì bạn hãy mua. Và nếu như bạn nào mua rồi thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.